Cháy lớn tại xưởng sản xuất xe đạp, xe máy điện ở Lạng Sơn, toàn bộ nhà xưởng bị thiêu rụi. Công an Quảng Ngãi bắt nhanh một người gây ra nhiều vụ trộm xe đạp thể thao. Thành phố Hà Nội sẽ truy trách nhiệm của chủ đầu tư thực hiện trồng cây xanh nhưng để nguyên bầu cây. Bắt 3 người phụ nữ ở Nghệ An chuyên đi cắt trộm dây cáp điện để bán phế liệu. Bộ Y tế phản bác thông tin thuốc lá điện tử ít gây hại hơn thuốc lá dạng điếu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình bị khởi tố bắt tạm giam vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kính chào quý vị, mời quý vị cập nhật tin tức mới và nóng cùng Chuyển động Duyên Hải trưa ngày 4 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Sáng nay, tại xưởng sản xuất xe đạp, xe máy điện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe điện DK Việt Nhật Lạng Sơn, xảy ra cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng. Thời điểm cháy, trong xưởng có rất nhiều xe đạp điện đã thành phẩm, nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh, khó kiểm soát. Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố Lạng Sơn và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp triển khai công tác chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy ngày một lan rộng, khó kiểm soát, toàn bộ xưởng sản xuất xe đạp, xe máy điện của công ty gần như đã bị ngọn lửa bao trùm. Đến 8 giờ sáng nay, cơ quan chức năng vẫn chưa khống chế được ngọn lửa. Rất may thời điểm xảy ra vụ cháy, công nhân mới chuẩn bị vào xưởng làm việc. Trong xưởng chưa có người làm nên chưa ghi nhận thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang triển khai công tác chữa cháy tại hiện trường. Một người đàn ông ở Tiền Giang tử vong do điện giật trong lúc làm việc. Người đàn ông sinh năm 1983 ở huyện Châu Thành, Tiền Giang, đang làm việc tại một chi nhánh truyền hình cáp ở Tiền Giang. Trong lúc thực hiện di dời cáp truyền hình cho một hộ dân ở huyện Châu Thành, đã vướng vào dây điện tróc vỏ của người dân và bị điện giật ngã xuống đất. Người dân xung quanh biết được sự việc đã tiến hành sơ cứu và khẩn trương đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã bắt nhanh một người gây ra nhiều vụ trộm trên địa bàn huyện Bình Sơn và địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp nhận tin báo của người dân trên địa bàn thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản là hai xe đạp đua loại carbon. Công an thị trấn Châu Ổ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra hiện trường. Chỉ sau hơn 5 giờ kể từ lúc nhận tin, tổ công tác đã xác minh và bắt giữ Đặng Văn Phi, sinh năm 1994 ở thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, vì hành vi trộm cắp tài sản. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Phi, ngoài hai xe đạp thể thao trộm cắp tại thị trấn Châu Ổ, công an còn thu giữ thêm 3 xe đạp thể thao khác. Công an Bình Sơn thông báo cho những ai có thông tin về các xe đạp thể thao đã bị mất, kịp thời thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn để được tiếp nhận giải quyết. Vợ chồng bà Lê Thị Hòa và ông Nguyễn Văn Trong ở Phú Yên bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Lê Thị Hòa, 52 tuổi và Nguyễn Văn Trong, 54 tuổi, cùng ở thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, có hành vi lợi dụng quyền tố cáo, quyền khiếu nại, quyền tố giác về tội phạm của công dân để tố cáo, khiếu nại, tố giác sai sự thật đối với các cán bộ, lãnh đạo của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành. Theo các bản án, quyết định thông báo của Tòa án Nhân dân các cấp, lô đất có diện tích 240m2 tại khu Dốc Võng, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, không thuộc quyền sở hữu của vợ chồng bà Hòa và ông Trong. Không chấp nhận kết quả giải quyết này, từ năm 2022 đến năm 2024, vợ chồng bà Hòa và ông Trong đã làm 104 đơn thư có tiêu đề đơn tố cáo, đơn khiếu nại, đơn tố giác tội phạm, đơn đề nghị, đơn kiến nghị phản ánh, gửi đến nhiều cơ quan từ cấp huyện đến trung ương tố cáo, khiếu nại, tố giác các cán bộ, lãnh đạo. Mặc dù các cơ quan chức năng nhiều lần giải quyết, giải thích và thông báo cho bà Hòa và ông Trong biết việc tố cáo, khiếu nại, tố giác là sai sự thật, nhưng hai người này không chấp nhận, vẫn tiếp tục lợi dụng quyền khiếu nại, quyền tố cáo, tố giác để làm đơn gửi nhiều cấp, nhiều ngành trong thời gian dài. Bão số 3 và mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại lớn cho tỉnh Hà Nam, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản. Hiện người chăn nuôi tại các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục sản xuất. Xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên có gần 200 lồng bè nuôi cá trên sông Hồng, trong đó có hơn 120 lồng bè bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ, ước tính khoảng 21 tỷ đồng. Ngay khi nước lũ rút, các hộ đã khẩn trương gia cố lại các lồng bè, khôi phục sản xuất. Tại Hà Nam, mưa lũ sau cơn bão số 3 đã làm 121.000 con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi, hơn 1.400 hectare nuôi cá bị tràn ngập.
415 lồng bè nuôi thủy sản bị hỏng, thiệt hại khoảng 230 tỷ đồng. Người chăn nuôi ở các địa phương đã khẩn trương sửa chữa, vệ sinh chuồng trại, ao nuôi để khôi phục sản xuất. Tỉnh Hà Nam đang tiếp tục rà soát, thống kê và đánh giá chính xác tình hình thiệt hại do mưa bão lũ gây ra. Tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, nhất là các ngân hàng và nông nghiệp, sớm có những phương án phù hợp để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Thành phố Hà Nội sẽ truy trách nhiệm của chủ đầu tư thực hiện trồng cây xanh, nhưng để nguyên bầu cây thuộc vật liệu không phân hủy được. Liên quan đến việc xử lý cây đổ sau bão số 3, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo thống kê toàn thành phố, 40.000 cây xanh gãy đổ, hiện đã cứu được 4.100 cây. Qua rà soát cũng đã phát hiện có 12 cây có bầu thuộc diện vật liệu không tiêu hủy và có bọc ni lông, vỏ bao xi măng sẽ khó phát triển và rất dễ đổ. Do Sở chỉ là đơn vị duy tu, duy trì cây xanh, cắt, tỉa tưới, nên Sở Xây dựng đang khẩn trương truy đơn vị trồng để yêu cầu đơn vị thực hiện trách nhiệm. Liên quan đến vụ hổ chết hàng loạt tại Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tiêu hủy hơn 1,6 tấn hổ, báo chết do cúm AH5N1 tại khu du lịch Vườn Xoài. Tiêu hủy toàn bộ 20 con hổ, 1 con báo với trọng lượng hơn 1,6 tấn nhằm hạn chế dịch lây lan sang các loài mẫn cảm khác. Hình thức tiêu hủy là đốt, sau đó sẽ tiến hành chôn lấp. Nơi tiêu hủy ngay trong khuôn viên khu du lịch Vườn Xoài và dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai yêu cầu khu du lịch Vườn Xoài tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Tình hình dịch bệnh phải báo cáo ngay với chi cục kiểm lâm và cơ quan thú y địa phương khi phát hiện trường hợp động vật hoang dã mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc chết. Thực hiện nghiêm việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hàng ngày, không nhập xuất động vật ra vào toàn bộ khu nuôi có hổ và báo bệnh, chết. Hạn chế cho người tiếp xúc với động vật tại khu cách ly trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Đặc biệt, người chăm sóc tiếp cận đàn thú phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, đảm bảo không bị lây nhiễm dịch bệnh. Đơn vị phải phối hợp với cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu giám sát các đối tượng nghi nhiễm, tổ chức tiêm phòng cúm gia cầm cho động vật mẫn cảm. Công an tỉnh Nghệ An bắt 3 người chuyên đi cắt trộm dây cáp điện để bán phế liệu, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Ba người bị bắt gồm Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1979, trú thành phố Vinh, Nguyễn Thị An, sinh năm 1971 và Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1976, đều trú tại huyện Nghi Lộc. Tại một số công trình đang thi công tại đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài thuộc xã Hương Hòa và đường 72m thuộc địa phận xã Nghi Đức, thành phố Vinh, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, liên tiếp xảy ra tình trạng cắt trộm dây cáp điện. Một số tủ, ống nhựa dùng để bảo vệ dây điện cũng bị cậy bung, đứt gãy, dập nát, gây thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Sau quá trình điều tra xác minh, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 người trên về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu xác định, từ ngày 10 đến ngày 26 tháng 9 năm 2024, 3 người phụ nữ trên đã cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp dây cáp điện, rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cũng tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Cậy, sinh năm 1980, trú huyện Nghi Lộc về hành vi tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có. Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, vừa bị khởi tố bắt tạm giam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cùng lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Vũ Văn Hạnh, sinh năm 1970, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là diễn biến mới xung quanh các vụ án liên quan những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai đã và đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hòa xác minh, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật thời gian qua. Trước đó, ngày 5 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Đoàn Đức Thiều, sinh năm 1978, trú khu phố Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hưng, nguyên phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
9 tháng năm 2024, nhiều địa phương miền Trung đón lượng du khách tăng so với cùng kỳ năm ngoái, đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Tại Quảng Bình, trong quý 3, các chỉ tiêu phát triển du lịch về số lượt khách, tổng thu từ du lịch tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2023. Du lịch Quảng Bình tiếp tục nhận được sự đánh giá cao của khách du lịch và các tạp chí uy tín ở trong và ngoài nước. Tại Quảng Nam, trong 9 tháng, địa phương đã đón gần 6,5 triệu lượt du khách, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, hơn 4,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 8% so với cùng kỳ. Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận sự bùng nổ lượng du khách trong 9 tháng. Địa phương đã đón khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú. Tại Bình Định, 9 tháng, du lịch có sự bứt phá mạnh mẽ, lượng khách và doanh thu từ du lịch đều cao hơn chỉ tiêu đề ra.